nơi được biết đến là cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam. Với hơn 100 năm gìn giữ nghề truyền thống, một bảo tàng được xây dựng để bảo tồn những kỷ vật làm nghề. Những bức ảnh kể lên câu chuyện thăng trầm của thời gian. Từng thế hệ vẫn đang nối bước để phát huy nghề truyền thống cha ông. Thưa quý vị, với một chiếc điện thoại trong tay thì quý vị có thể làm gì ạ? Bên cạnh những chức năng nghe gọi thông thường thì ngày nay với sự phát triển của công nghệ hiện đại, quý vị đã có thể chụp ảnh và lưu giữ mọi kỷ niệm, mọi khoảnh khắc ở trong cuộc sống. Vậy thì với sự phát triển của công nghệ như hiện nay thì liệu rằng nghề nhiếp ảnh có còn tồn tại hay không? Ngày hôm nay hãy cùng với chương trình Sống ở Làng về thăm cái nôi của nghề nhiếp ảnh đầu tiên ở Việt Nam, làng Lai Xá thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội để xem nhịp sống hiện đại ở làng nghề nhiếp ảnh hiện nay ra sao quý vị nhé. Nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 15 km về phía tây, làng Lai Xá thuộc xã Kim Trung, huyện Hoài Đức được biết đến là cái nôi của bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh. Đây là làng nghề truyền thống lâu đời với trên 120 năm tuổi. Ở đây, từ các bạn trẻ mới 18 đôi mươi cho đến các bậc trung niên trong làng, gần như ai cũng thành thạo công việc chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc quý giá của thời gian. Ngày hôm nay tôi có hẹn với chú Phúc để tìm hiểu về những nét đẹp của làng nghề cũng như những bí quyết để ghi lại những bức ảnh đẹp nhất. Đấy thế nhá, cúi mặt xuống, cúi thì rồi thế nhá, rồi. Đấy, chỉnh lại này, nhá. Im, để tay đấy ra tay, đặt tay lòng này, cúi cầm xuống nhá, cúi tí nhá, đợi chú tí nhá, rồi. Đấy nhá, nó đẹp chưa? Dạ. Ok. Cười hết nhá. Dạ. Kiểu này là bị chê, kiểu này bị chê này, ngày xưa là vừa tươi quá. Tươi quá. Nghỉ tí nhá, chụp dạ, có ạ. Khách cô này cô đến. Chào chú Phúc ạ. Chào cháu. Như là đã hẹn với chú từ trước đấy ạ, thì cháu cũng muốn về đây để có thể tìm hiểu về làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá của chúng ta. Và rất là trùng hợp là hôm nay cũng thấy là chú đang có chụp ảnh cho một bạn khách đúng không ạ? Đúng rồi, chú bạn này chụp quang cảnh về làng cổ và nhiều kiểu ngộ nghĩnh. Chủ nhật người ta sẽ đi tham quan và người ta ghi lại những hình ảnh cổ, lưu niệm các cái góc lịch sử. Thế thì bây giờ chú có thể hướng dẫn cho cháu một vài những cái kỹ thuật chụp nó cơ bản thôi để mà ví dụ như sau này khi mà có dịp tiếp xúc với những cái chiếc máy ảnh kỹ thuật số như thế này rồi, cháu. Rồi, thế rồi rồi. Thế bây giờ sẽ có bạn đây rồi, dạ. Chụp ảnh này. Nó có rất nhiều chế độ. Chế độ M là mình tự đặt này. Dạ. Bọn chú nó hay dùng M này. Ừ. Đấy. Mình đặt ánh sáng bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu là mình như vậy. Còn chế độ P phở này là chế độ này là nhiều anh em lười là hay dùng, tự điều khiển hết. Thường thường là đặt chữ P, P như này, nhưng mà công sáng là rất là ăn đòn. Đấy. Ngược sáng là không chụp được, là mặt bị đen thui luôn. Đấy, nên thường thường là cứ thể M này, đấy, tức là chụp đẹp nhất. Ôi, nhưng mà cháu thấy là như thế thì nó có quá nhiều thứ và cần phải nhớ liên quan đến cái máy ảnh ấy. Không. Mà người mà ngoại đạo mới vào thì làm sao mà ngay là... Thế cứ đặt chụp dễ mà, chú bảo các cháu đặt được ngay. Châm sẽ chụp thử đi, rồi chú sẽ phổ biến tiếp theo cho cháu nhé. Dạ, vâng. Đấy, thế, cho cháu cầm tay này. Tay này đỡ vào đây. Dạ. Đấy, tay này mổ cò, đấy. Chú đặt tốc độ P rồi nhá. Dạ. Dơ dọc này, đấy, dạ, thế rồi. Ơ, cháu dựa vào đấy đi, cho nó dễ. Rồi chân chéo ra, đấy để chéo thế nhá, rồi tay móc vào đây, rồi thế nhá, rồi tay này chống đây nữa, rồi đây, ôm thế này được, ôm này được đấy nhá, rồi, ơi cúi mặt xuống, rồi thế hơi bịt môi tí nhá, rồi thế, rồi, đấy cháu ngắm đi, đấy, cúi ống kính xuống tí, đấy thế rồi, muốn cô này cao ấy, cháu phải ngồi thấp xuống ống kính này, đấy anh ngồi cao phải thấp xuống, sấp tí nữa xuống. Đấy, thấp hẳn dưới này là hơi ngẩng máy lên là người ta sẽ cao. Đấy, zoom này to vào nhá. Đấy, đặt khẩu độ 50 là người cân bằng. Đấy. Nào xem nào. Bước này đáng nghĩa là phải lấy người đậy lên một tí. Đấy, chuyển dịch sang bên này. Ống kính thì bị ngấc lên quá, thì ra người ta bị cảnh bị lùn. Đấy. Đúng chưa? Rồi. Đẹp hơn không? Vâng. Quả này đẹp nhỉ. Đấy, ok nhá. Đấy. Thế là chú chấm cho cháu mấy điểm ạ? Bây 8, giờ nếu mà làm 8 điểm rồi, 8 điểm. Rồi. À, như vậy là tự tin có thể mang máy đi chụp cho người khác rồi đấy ạ. Đấy.
Cái này về máy kỹ thuật số bây giờ bảo dễ mà không như máy phim bây giờ khó lắm. Chiếc máy ảnh đã là vật bất ly thân của những người thợ nhiếp ảnh. Tuy nhiên ngày nay xu hướng chụp ảnh nhanh được ưa chuộng, nên chỉ cần với một chiếc điện thoại trong tay, bất kỳ ai cũng có thể lưu giữ lại được những khoảnh khắc đáng nhớ. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa chụp ảnh bằng điện thoại và máy ảnh kỹ thuật số được các thợ nhiếp ảnh lai xá chia sẻ chính là yếu tố ánh sáng. Trong điều kiện ánh sáng dù không tốt thì việc chụp ảnh bằng máy kỹ thuật số vẫn sẽ cho ra được một tấm hình hài hòa. Trò chuyện cùng tôi trên con đường làng, ông bồi hồi nhớ lại ký ức từ những ngày còn thơ. Ông được chính ông nội và cha của mình chỉ dạy cho từng công đoạn để làm nghề nhiếp ảnh. Phóng ánh sáng rời này. Cho đến bây giờ thì chú đã có bao nhiêu năm làm nghề nhiếp ảnh rồi? Chú phải lâu phết rồi đấy, gần 60 năm rồi đấy, hơn 50 năm rồi đấy. Chú là lúc năm 67, 6 tuổi đi học vỡ lòng cái là được ngồi, được ông bố coi như truyền cho ngồi cái hướng dẫn cách lấy nét ảnh này và trên máy phóng in ảnh ấy. Mới có 6 tuổi là 6 một đứa tuổi. Trẻ con thôi mà. Mà cũng đấy. Đã được học nghề. Được học trên cái máy là cách lấy nét rồi cách sự cắt khuôn khiết rồi cân cúp gọi cúp hình đấy. Có khi lúc đấy mình còn chưa có ý thức về nghề mà chỉ nghĩ rằng là cái việc là học biết, máy ảnh như là một cái thứ đồ chơi biết cách thôi. Còn máy ảnh cổ hồi xưa là nhiều cái hỏng là cứ nghịch suốt ngày từ trẻ con đấy. Dạ. Cho đến bây giờ chú có nhớ là mình đã phải thay đổi bao nhiêu cái máy chụp ảnh từ lúc mà chú làm nghề cho đến bây giờ? Nhiều lắm. Không đếm xuể. Cứ có tiền là lại mua máy, nó cứ thay đổi, chụp nhiều là phải hỏng. Đấy, thế là cứ thay đổi thôi. Nhưng bây giờ bọn cháu cũng không thể nào mà biết được rõ những cái kỹ thuật từ thời xa xưa khi mà mới sơ khai có cái nghề nhiếp ảnh như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là qua thời gian thì mọi thứ công nghệ cháu nghĩ rằng là cũng có sự thay đổi chứ chú nhỉ? Thì phát triển. Các chú có phải đi học ở đâu để mà mình cập nhật những cái kiến thức về về máy móc thì là trên thế giới này người ta cũng thay đổi rất nhanh. Ngày xưa là máy cổ là không có tự lấy nét đâu, ước lượng thước 2,5 mét hay là 3 mét hay là 1,5 mét chụp chân dung 1,5 mét hoặc là 1,2 mét. Sau dần dần nó sẽ làm gọi là lấy nét bằng điểm vàng hoặc là bozomet đấy, gọi là lấy nét đấy. Đấy, còn hoặc là lấy fake thì là lấy bằng dung hay là nét cắt ở trong đấy, thì không phải đặt thước nữa, đấy, nó chụp nhanh hơn. Học tập coi như là người làng truyền cho nhau thôi. Chú Phúc cũng như nhiều người con khác của làng đang chung tay gìn giữ nghề truyền thống của quê hương bằng nhiều cách khác nhau. Cách đây gần chục năm, dân làng đã họp bàn và quyết định xây dựng bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá là nơi lưu giữ các kỷ vật và các thiết bị chụp ảnh qua nhiều đời. Hàng ngày, các chú sẽ cắt cử nhau trông coi bảo tàng và sẵn sàng tiếp đón khách tham quan du lịch. Mỗi khi có đoàn khách đến thăm, chính các chú sẽ hóa thân thành những hướng dẫn viên du lịch, tự hào giới thiệu về nghề truyền thống của cha ông, về một thời hưng thịnh của làng nghề cũng như quá trình thay đổi của làng nghề qua thời gian. Mà làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá thì có từ gần 150 năm nay rồi. Chúng tôi cũng đã có cái hoạt động chương trình, một là cũng để mà lưu trữ lại tất cả các cái vật chất ấy, là máy móc, tài liệu đấy, và tất cả các văn hóa với ảnh. Đó là như thế để lưu trữ lại, để cũng là coi như một cái phòng truyền thống để giáo dục truyền thống cho góp phần và giáo dục truyền thống cho địa phương. Thứ hai là cũng là để giới thiệu cho các khách đến tham quan để hiểu biết về rõ hơn về làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá trong cái nhiếp ảnh Việt Nam. Hôm nay nhóm các bạn sinh viên đang học tập tại Hà Nội có dịp đến thăm làng và tìm hiểu về bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá. Lần đầu được tận mắt chứng kiến những chiếc máy ảnh từ xa xưa được lưu giữ lại của làng nghề, nhóm bạn không giấu được sự bất ngờ và hứng thú. Mình là một người rất là thích nhiếp ảnh. Thì thực ra mỗi khi mình chụp ảnh là mình chụp bằng điện thoại thôi. Thế xong hôm nay đến thì mình mới thấy là từ những chiếc máy ảnh từ thời cổ này, rồi rất nhiều các máy ảnh khác nữa được bác hướng dẫn ở đây giới thiệu. Thì mình mới biết là ồ, hóa ra là để chụp được một bức ảnh nó rất là công phu. Và những người nhiếp ảnh ra ở đây thì mọi người thực sự rất là dành nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết của mình cho nghề, tộc nghề của nơi đây. Rất là tuyệt vời khi mà lần đầu tiên mình được thấy những cái máy ảnh từ thời xa xưa, từ cách đây hàng trăm năm đó. Mình nghĩ là thời điểm hiện tại như bây giờ, thời đại 4.0 sẽ rất khó để tìm ra được những cái máy ảnh mà từ thời xa xưa hàng trăm năm như vậy. Và đây sẽ là một cái điểm tham quan du lịch. Mình nghĩ là một điểm tham quan du lịch rất là tuyệt vời. Với những người theo nghề chụp ảnh ở Lai Xá, họ coi nhiếp ảnh như cái nghiệp, là nét văn hóa riêng của làng quê mình.
chứ không đơn thuần là một nghề mưu sinh. Tranh thủ những giờ vắng khách tham quan, các chú cùng ngồi lại quây quần trò chuyện, cùng nhau ôn lại một thời trai trẻ, cũng từng cầm máy ảnh rong ruổi khắp các con phố Hà Thành, ghi lại khoảnh khắc quý giá của thời gian. Tôi mong muốn là các cháu sau này sẽ tôn trọng cái nghề nghiệp của cụ Khánh Ký đã mang về và thu thập tất cả các tư liệu từ khi mà cụ Khánh Ký làm được nghề về đây và đã đóng góp những cái tư liệu, những cái dụng cụ nghề để cho làng Lai Xá để làm nên cái bảo tàng này thì phải nâng niu, tôn trọng giữ về sau này. Ở thời kỳ đỉnh cao, làng Lai Xá có cả nghìn người theo nghề nhiếp ảnh. Họ lập nghiệp và mở hiệu ảnh từ Bắc tới Nam để hành nghề và phát triển kinh tế. Nghề chụp ảnh đã mang lại cho họ cuộc sống ấm no đủ đầy. Thế rồi thời thế thay đổi. Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ trong đời sống con người, những chiếc máy ảnh kỹ thuật số vẫn còn tồn tại, nhưng người dân đã sử dụng dịch vụ ít hơn. Trong cuộc sống đời thường, họ chọn ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm bằng điện thoại di động. Vậy nên những con người Lai Xá cũng phải chuyển động theo vòng xoay nghề nghiệp. Cạnh tranh rất lớn mà anh phải là một là anh phải học để theo đuổi cái công nghệ hiện nay. Thứ hai là anh phải cạnh tranh rất lớn giữa các cái người làm ảnh với nhau, đặc biệt là chất lượng. Điều thứ ba nữa anh phải có cái quan hệ tốt để được lòng khách hàng và người ta mến mộ, người ta tin tưởng anh và người ta mới làm. Hiện trong làng chỉ có khoảng 40% người dân còn làm nghề chuyên nghiệp tại làng. Số còn lại vẫn tỏa đi các địa phương khác để đỡ tránh khỏi sự cạnh tranh. Nhưng mặt khác, lại có rất nhiều thanh niên trẻ tìm đến với làng Lai Xá để lập nghiệp và học hỏi kinh nghiệm từ nơi được coi là cái nôi của nhiếp ảnh Việt Nam. Anh Nguyễn Đình Thiết, người đã có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chụp ảnh, sau nhiều năm đi học tập, trải nghiệm các kỹ thuật chụp hình tại các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp, thì giờ đây anh đang sở hữu cho riêng mình một cửa hàng chụp ảnh tại địa phương. Rất bất ngờ cho tôi khi hôm nay đến đây đã được anh Thiết mời tham gia trải nghiệm một ngày làm người mẫu ảnh tại cửa hàng. Thưa quý vị, hiện nay thì những người thợ trẻ làm nhiếp ảnh ở làng Lai Xá hiện nay gần như là không còn làm việc đơn lẻ nữa mà tất cả các công đoạn thì đều có đội nhóm làm cùng, từ những người thợ trang điểm, từ những người thợ chuẩn bị phòng chụp cho đến những người thợ chụp chính và thậm chí sau này là những bước hậu kỳ để cho khách hàng có những bức ảnh đẹp nhất thì đều có người làm cùng. Và bây giờ thì Ngọc Trâm cũng đã được trang điểm xong xuôi rồi và hãy cùng thử trải nghiệm làm mẫu ảnh một ngày để hiểu hơn về công việc của những người thợ nhiếp ảnh ở làng Lai Xá hiện nay. Các dịch vụ chụp hình tại những cửa hàng hiện đại ngày nay rất đa dạng, từ chụp hình cưới, ảnh gia đình, ảnh nghệ thuật, theo từng gói phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Trong mỗi buổi chụp đều có đội ngũ hỗ trợ kỹ lưỡng từ trang điểm, đánh đèn và chuẩn bị bối cảnh, thợ chụp chính, thợ chụp phụ và khâu hậu kỳ. Mỗi đội nhóm chụp hình như vậy sẽ khoảng từ 5 đến 10 người hoạt động. Cái kiến thức ở trường, một kiến thức mà thực tế khi mà theo đuổi cái nghề nhiếp ảnh thì không khác nhau là mấy. Tại là nghề Lai Xá thì mình đây cũng là ông tổ nghề, là nghề nhiếp ảnh. Thì mình cũng phải là áp dụng với những kiến thức của ông cha để lại. Những yếu tố để tạo ra bức ảnh đẹp nhất đó là những yếu tố về ánh sáng, rồi là bố cục. Thứ ba nữa là cái ngôn ngữ hình thể, mình sẽ phải làm sao mình điều chỉnh cái hướng dáng để làm sao khách hàng có những cái dáng đẹp nhất. Ngày nay nhu cầu chụp ảnh của khách hàng ngày càng phong phú, đa dạng cả về phong cách và tính thẩm mỹ. Làm nghề trên vùng đất có truyền thống nhiếp ảnh, những người thợ như anh Thiết được học hỏi nhiều kỹ thuật chụp từ chính những nghệ nhân nơi đây. Bên cạnh những yếu tố về bố cục, ánh sáng, thì việc liên tục cập nhật các phong cách, tạo dáng, xu hướng chụp cũng là một yếu tố rất quan trọng để duy trì phát triển cửa hàng. Thị hiếu của khách hàng ngày càng kỹ tính hơn, càng có cái mắt thẩm mỹ càng ngày càng cao hơn, bởi vì là du nhập rất nhiều những cái xu hướng từ bên nước ngoài, thứ nhất là Trung Quốc, rồi là Hàn Quốc. Để cập nhật về Việt Nam thì là mình phải mất nhiều thời gian để đi học hỏi và trau dồi để nắm bắt được xu hướng của hiện tại bây giờ. Dù trong dòng chảy nhiếp ảnh truyền thống hay hiện đại, những người dân ở làng Lai Xá vẫn miệt mài gìn giữ giá trị văn hóa đặc trưng của nghề, bảo tồn, phát triển nghề truyền thống của cha ông để lại. Những kỷ vật, những bức ảnh được lưu truyền từ đời này qua đời khác là lời kể sinh động nhất cho thế hệ mai sau, những câu chuyện đáng tự hào và cả những thăng trầm của làng nghề nhiếp ảnh truyền thống Lai Xá với tuổi đời hàng trăm năm.